Anh Chí, ta đã làm này, ai gọi tôi Hoàng Anh đâu? Họ gọi tôi là cái thằng Chí Mèo. Ủa, phim này đâu phải về hắn đâu, là về tôi mà. Ai cũng biết đây là Chí Phèo thời xưa. Còn câu chuyện tôi kể cho các bạn nghe là một câu chuyện về Chí Phèo khác, một Chí Phèo thời hiện đại. Và gặp gỡ hắn đã thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi. Xin lỗi, chị có cần phục vụ gì không? Chị đi đám cưới, anh Kiều, chị Trinh. Dạ, em mời chị lên tầng 3. Hồ Cô Cổ đang nhát con cá to chà bá. Để trong đợi con gái. Chim lợn. Trả lời. À, dạ nghe. Chim lợn có thấy người đàn ông mặc áo xanh đi vào toilet cùng cô dâu trẻ không? Dạ thấy, vô toilet nam á. Chim lợn nghe rõ. Đây là cơ hội, hãy chứng minh khả năng làm thám tử của mình. Dạ, chẩn lên. Over. Mình làm thám tử. Anh ghét ghê vậy đó. Chuyện gì nữa? Yêu người ta mà bắt người ta cưới ông già cú đế à? Thôi đi nào. Thôi mà. Tối nay em cho là uống cái này, chắc chắn lão suy nhồi máu cơ tim mà chết. Lúc đó thì chúc mừng cô dâu, chú rể.
Phạm Văn Chí, anh đã được tự do. Sống thì tôi cũng đã biết là ông ta không muốn dính líu vào ma túy. Vậy tại sao địa bàn của chúng lại có ma túy? Có khi nào mình bị chơi không? Ồ, thằng Chí Phèo nó mới ra tù. Thôi được rồi, cậu cho tôi một tuần nữa đi, rồi tôi sẽ tìm ra thôi. Ba ngày. Chơi nè. Chơi gì mà chơi? Chơi banh cái đám cưới của người ta rồi đó. Chú Lễ phải lên cơn đau tim nhập viện nữa. Hoàng, em vô lộn phòng thiệt mà. Không tin anh nghe thử đi. Tiếng đó là tiếng gì vậy? Tiếng nước chảy á. Cũng hơi là đồng hồ của em nó không có thấm nước, cho nên nó còn thu tốt quá trời. Tiếng nghe rõ lắm á anh Quang. Em có biết tháng này em vô đây bao nhiêu lần rồi không? 5 lần rồi đó. Bây giờ em nghe anh đi, bỏ cái nghề thám tử cùi bắp gì của em đi rồi anh tha cho em. Anh là bạn thân của anh hai của em á mà anh không bao giờ. Em biết cái gì mà nói? Viết lại đi, rồi đi thay đồ nha. Hồi quá. Chế nể tình công hàng xóm, chế mới giảm giá cho công 50% nghe. Còn Phương Thanh đặt lịch chế không có làm. Thôi đi đẹp ơi, ai không biết cái tiệm này ế như đẹp. Dù riêng, nói nhỏ, nói lớn hàng xóm luôn nghe. Nè,
Về rồi đó hả? Thưa con mới về. Con á, từ cái ngày con làm cái thám tử cùi bắp á, con đi về trễ hoài à. Báo hại cô hầu khách nấu cơm dọn dẹp. Con coi vậy được không? Con xin lỗi cô, mang về sớm. Thì sớm sớm cái gì? Tha cho cô đi. Dạ. Nè, cơm cô để dưới bếp á, ngon lắm, con xuống ăn đi nghe. Dạ. Cái gì vậy mẹ? Con nhỏ mới vừa bước về mà chữ nó xối xả. Tưởng sao mà thương đi, qua mà chịu vừa cơm cho nó. Thương chứ, nó đi làm từ sáng tới tối phải thương nó chứ. Nhà có hai đứa cháu à, tự nhiên mấy tháng trước thằng anh nó chết một cách vô duyên. Thấy đường vắng á, con cái xe nó chắc nó tông ngõ chết à. Còn đứa cháu nha, ba mấy mấy tuổi rồi, nó xấu, không có ai để ý tới nó. Đi vòng vòng ngoài đường làm thám tử hoài à. Cô nói á, là cái chương trình khuyến mãi phẫu thuật thẩm mỹ sắc đẹp Hàn Quốc giảm giá 90% dành cho những người xấu như con. Không, xấu như con quả này nè. Con không có xấu, là con gái. Nếu mắt xấu thì mũi đẹp, nếu mũi xấu thì miệng đẹp, nếu miệng xấu thì tóc đẹp, nếu tóc xấu thì da đẹp, nếu da xấu thì dáng đẹp, nếu mà xui mà xấu hết thì cái nết nó phải đẹp, là con gái là phải đẹp, hiểu chưa? Hiểu rồi. Hiểu không? Không hiểu. Nói thêm lần cuối nữa cho mấy người hiểu. Chưa có bồ, có sẽ cưới, cưới sẽ báo. Xin đừng hỏi. Over. Over. Sau đây là yêu cầu của cô Phương Thanh. Cảm ơn. Biệt danh cô đẹp, bài hát Em chưa lấy chồng. Tào lao. Over. Còn em sao sếp? Ủa nói nữa hả? Hả? Chưa đủ việc cô là may lắm rồi đó. Cô có biết cái cặp vợ chồng mà cô quậy đó, họ đâm đơn kiện công ty chúng ta kìa. Tôi phải bỏ ra 25 triệu tôi bồi thường thuốc men đó. Cô đó, từ bây giờ cho tới Tết là làm không lương nghe chưa. Còn em nữa, anh đã nói với em rồi, con Na nó chỉ là lao công thôi. Em dẫn nó theo điều tra chi cho hỏng việc mình kìa, em thấy không? Thôi anh bớt nóng, chị vẫn tin vào tài năng của em. Đấy, thêm một dự án khó của đại gia Lâm Hải. Trong này có đầy đủ hình ảnh của nghi phạm, em nhận chứ? Ông này ông nổi tiếng dữ lắm luôn á. Mà cái này vụ án gì vậy chị? Khoan chị khoan nói, cái này là bà vợ bà ngoại tình với lại tài xế trẻ đẹp trai. Đúng rồi. Không nha, không nha. Cái này là có thể là ổng ngoại tình luôn. Yes. Cảm ơn chị, em nhận vụ này, em cảm ơn sếp. Có nhiệm vụ mới để làm rồi. Hành động.
trong này đúng không? Chí Phèo, tao không phải Chí Phèo. Mới đi tù về hả? Mập ra là đó. Wow, bà nhái hả? Gu mày lạ. Điện thoại. Tôi mới mua. Nhanh.
tôi còn góp nó luôn á. Mật khẩu. Không biết. Mật khẩu. Không biết. Mật khẩu điện thoại mà không biết hả? Thì cái mật khẩu của tôi là không biết đó. Ai đây? Anh hai của tôi á. Anh hai tôi là Trung úy công an. Anh mà không trả điện thoại cho tôi, không thả tôi ra, thế nào anh hai của tôi cũng bắt anh ở tù à. Ổng bây giờ còn bắt được ai nữa. Ủa, vậy anh là ai? Ai với anh hai của tôi? Hiệp, dẫn tôi tới chỗ anh cô. Tên gì, nhà ở đâu, làm nghề gì, ba má còn sống hay chết, nói con nghe coi. Thì cô ơi, bạn con nhát lắm, ít nói. À, nên giờ tụi con lên lầu nha, tụi con chuyện cần làm. Hiểu, cứ đi lên tự nhiên, nhanh lên, cứ thoải mái nha. Hồ sơ cô để đâu? Nói. Ở rương. Tôi không có giết anh Long. Tôi là tay chân của ổng. Vậy sao nãy giờ ông chịu nói? Làm ổng muốn chết luôn à? Vậy ai giết anh hai của tôi? Cho thở một chút được không? Giờ này còn thở cái gì nữa? Thật sự anh là ai? Mục đích anh là cái gì? Đánh. Và bị đánh. Đó là chuyện thường ngày của tôi. Một thằng mồ côi lớn lên trên đường phố. Sáng hôm đó, tôi tưởng đời mình đã tiêu rồi chứ. Nhưng mà chính tử thần, ông không cho tôi chết. Ông cho tôi gọi ông bằng ba, cho tôi cái tên Chí Phèo và nhận tôi vào làm con tin. Việc của Chí Phèo đơn giản lắm, là làm cho ông già nữ. Nhưng phải hết sức tập trung. Nhiều án lắm.
Đây mới thật sự là Chí Phèo. Rốt cuộc là Long muốn gì? Tại sao hắn lại đưa cuốn sách này cho tôi? Không phải là một người khác. Quê hương là con diều biết. Quê hương là con diều biết. Chiều, 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 chiều. Trong này viết cái gì? Thực ra Chí Phèo là ai? Đi đến nơi nào? Tôi sinh ra không biết mặt cha mẹ, lớn lên từ đường phố, mà đường phố cũng vui. Đọc truyện Chí Phèo rồi tôi mới hiểu, tôi với thằng Chải giống nhau nhiều thứ, cũng vô đường cùng, cũng phải đánh và bị đánh. Cũng bị đời cho mang theo. Nhưng Chí Phèo chọn cách rạch mặt ăn giả. Còn tôi thì khác. Tôi phải có con đường riêng của mình. Tôi không phải Chí Phèo. Vậy anh là... Anh tìm hồ sơ của anh hai tôi chi ạ? Một mã số. Ngày 6 tháng 11, anh cô có đưa cho tôi một mã số. Và đó cũng là ngày tôi đi tù vì bị gài tội giết người. Là ngày mất của anh hai? Đây là tất cả những gì của anh hai tôi để lại á. Ý cái vụ đó tôi biết á, cái vụ đó là vụ lâm tặc. Còn cái này là hương ga nè. Ờ cái đó truy sát á. Cái này... Ủa vụ này vụ gì? Yên nghỉ đi, con sẽ không bao giờ quên những gì chú đã dành cho con. Gia đình của chú hãy để cho con chăm sóc. Giê-xu không cậu? Đứng yên, nhúc nhích tôi đâm lòi ruột. Đừng tưởng một mình anh biết chơi dao nha.
Tôi mà la lên một cái ở đây có Chí Phèo, mấy người trong đó thích lắm á. Cô muốn gì? Tất cả những thông tin tôi muốn điều tra chung với anh. Giỡn chơi. Giỡn chơi? Hàng ngày tôi phải đi làm thám tử là giỡn chơi? Tôi cực khổ tìm ra được lễ tang người của Dương Thiên Bá là giỡn chơi? Anh hai tôi chết là giỡn chơi hả? Đêm nào tôi cũng nằm mơ, tôi thấy anh hai tôi về hết á. Tôi sắp tìm ra được ý nghĩa giải số VNDU 680293 rồi. Chờ tôi đi. Là gì? Mình có thể kết hợp sức mạnh cơ bắp của anh và trí tuệ làm thám tử của tôi chắc chắn mình có thể tìm ra được. Nãy mới khóc xong. Làm việc thôi. Phụ tôi đi. Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Thiên Bá. Tập đoàn này hiện kinh doanh rất nhiều lĩnh vực. Mảng vận tải do công ty Thiên Bá International Shipping được cánh tay phải 6 bảng làm giám đốc. Bên cạnh đó còn có công ty thu hồi nợ Bảo Tín do tỷ Doraemon đứng tên giám đốc. Chương danh chính biệt danh là Chính Tử Thần. Con trai nuôi của hắn là Trần Giang Trí vừa mới được thả ra sau 3 tháng tạm giam, bởi vì chúng ta không đủ chứng cứ để kết tội hắn. Bác Yêu Rang, một tên tội phạm nguy hiểm đã từng có nhiều tiền án tiền sự ở nước ngoài. Kiều, vợ hờ của bá, Phương, thư ký công ty vận tải. Thiên Bá đặc biệt nghiêm cấm đàn em buôn bán và sử dụng ma túy, nhưng gần đây đã xuất hiện những dấu hiệu tội phạm ma túy là tổ chức này. Ăn trái cây đi cho nó mát. Dưới á. Hả? Ở dưới, dưới á. Cô giỏi thiệt, đúng là thám tử chuyên nghiệp có khác. Tụi nó buông đồ lót hả? Vậy tại tôi hết dây chứ bộ. Nhưng mà anh biết ý tôi là sao không? Tôi á, là tôi thấy hai con nhỏ nó sexy quá đi. Theo như kinh nghiệm điều tra ngoại tình của tôi thì... Cô mới nói gì? Ừ? À, không, ý của tôi là có khi nào hai con nhỏ này nó quen với một trong những người trong băng không ta? À, có khi nào có phần anh không? Anh đừng có nói... Bớt nói nhảm lại. Điều tra được chưa? Cái gì đây? Theo như tình hình bây giờ thì Sáu Bảnh đang nằm ở trong bệnh viện, không có khả năng chống cự. Follow me. Cô bị cái gì vậy? Đau chân. Đúng rồi, đau chân quá. Đau chân. Ừ. Đi hướng này. Cảm ơn. Anh thấy tôi hay không? Hồi nãy tôi mà không giả bộ đau chân á thì dễ cho bảo vệ không cho mình vô. Bởi vì ta nói thám tử mình phải chuyên nghiệp vậy đó. Mình phải biết tùy cơ ứng biến. Anh làm cái gì vậy?
giờ anh đây đi. Tôi vô trong tôi điều tra. Mắc gì tôi nghe cô? Tôi có cách. Cô vô đây làm giúp tôi chuyện này. Dạ bác sĩ. Bệnh nhân than ngứa ngáy quá, cô vệ sinh cho bệnh nhân đi. Hả? Vệ sinh là chùi. Ừ, cô làm lẹ đi. Khi nào anh cần gì á, anh bấm nút đỏ. Còn nút đen á, bị hư rồi, đừng có bấm nha. Gì vậy? Nè, đứng lại. Cô không phải là y tá, mà là điều dưỡng đúng không? Tao không phải điều dưỡng. Tao là điều tra. Mày chạy đi đâu? Mày muốn làm gì? Mày làm gì? Bóp. Tao giúp mày. Nè, mày bóp đi. Mày đâu có sức. Mày bị chích thuốc tê rồi. Nhưng mà tao thì tao có dao. Mày khai mau. Cái đêm 6 tháng 11, có phải mày giết Trung Quý Quỳnh Hải Long không? Mày không khai hả? Đừng trách tao độc ác, khai không? Không khai. Mày tức cười lắm đúng không? Tao cho mày cười. Khai chưa? Khai chưa? Ui da, bắt dạy mày giờ giờ. Ngoan cố. Xin thề. Mày xin thề ngoan cố tao là được rồi. Mày chửi tao hả? Sao anh? Mày giết ba Chính rồi đổ tội cho tao đúng không? Nè, ở đâu ra vậy? Tôi hỏi trước, anh đi ra. Đi ra ngoài. Anh nghĩ sao vậy? Lên đi phớt, tụi xong mới tới lượt anh. Đâu lúc nào đó mày cãi lộn, ngăn quấy chân tao được không? Mà đến được không? Một. Hai. Tôi. Ê, nè, 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 nè. Thôi, thôi, chết thiệt bây giờ. Muốn ra coi, nè. Mày tính thì đau chiều. Trái chân má. Trái chân. Ủa, không có nổ hả? Bớt xàm lại đi. Phải. Tại vì tôi coi phim á, mỗi lần mà chúng ta chết chân là nổ banh xác luôn á. Giờ anh sao? Ủ ào quá ừ ào. Để tôi. Cảm ơn nhiều nha. Không có chi. Giờ sao? Đi. Đại ca. Đại ca đang tập vật lý trị liệu à? Cần em giúp không? 1, 2, 3 6, 7
Tôi đã nói rồi mà, đừng có bấm vô nút đen. Một hai cái bấm vô. Tại sao lại có những liên lai rác này? Công ty đòi nợ nhiều rác lắm hả? Follow me. Thám tử chuyên nghiệp, không bao giờ đi cửa chính. Đó cũng là một phương án. Uống nước cho mát anh trai. Mời uống nước mà làm hết thùng. Anh trai, anh ở đây thường xuyên á, anh có thấy một cái xe rác nào đặc biệt không anh? Xe nào cũng như nhau thôi. Đúng quá à. Ê, hai người làm cái gì mà hỏi tùm lum vậy? Chúng tôi là công an, cho nên là tôi nghĩ anh nên hợp tác điều tra chung với chúng tôi đi. Nếu không thì sao? Nói không? Nói! Cứu! Nói! Cứu! Cứu tao! Nói không? Công ty Thiên Bá. Lấy chỉ Mai lại. Mà tôi đâu có biết Mai đâu nào giờ. Như Mai đồ vậy đó. Không có thuốc tê vậy hả? Làm đi. Xong rồi đó. Cô Mai cái gì? Anh kêu tôi Mai như Mai đồ. Mai khác thêu. Cô mới thêu gì vậy? Con muốn xin, con muốn đa tình. La 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 la. Mới bằng vết thương, người ta cởi cái áo khoác ra đi cho nó khỏe. Bận áo khoác hoài, bộ không nóng hả? Ở đây mát thiệt á. Cách có con sông mà hai thế giới khác nhau quá ha. Thế giới của tôi, thằng nào yếu thì sống không nổi. Cảm ơn nha. Vậy. Chuyện nhỏ. Mình là một team mà. Sao làm thám tử vậy? Giống anh hai tôi. Với lại
lại, tôi muốn điều tra coi tại sao anh hai tôi chết. Giờ anh sao? À, quên nữa. Nè, tôi lượm được cái này ở bãi phế liệu á. Hàng đá. Ma túy đá hả? Mai tôi sẽ dắt cô đột nhập công ty. Thiệt không? Có khi gặp Phương trong đó. Ê, tôi nói đúng mà. Không có một người đàn ông nào mà bỏ hình người phụ nữ trong bóp mà không yêu hết trơn á. Yêu Phương đúng không? Yêu đơn Phương đó hả? Sao không chịu nói cho cổ biết? Người ta có câu gì hay lắm nè. Yêu là phải nói, đói là phải ăn, nhưng mắc là mình phải đi thôi. Chuyện bình thường thôi mà. Chắc là tại anh mặc cảm, anh xấu nên không chịu nói chứ cổ biết chứ gì. Anh yên tâm đi, anh hai của tôi cũng thường hay nói cho tôi biết câu gì nữa nè. Đẹp chỉ để yêu, yêu kiều chỉ để ngắm, xấu đầm thắm người ta sẽ say đắm cả đời. Anh á, bây giờ anh được cái á, là anh xấu rồi. Mình ráng làm sao mình được cái đầm thắm nữa thôi. Biết đâu cô Phương, cổ yêu anh say đắm cả đời làm sao. Mà tôi ngược lại nha. Đầm thắm thì tôi có, tôi bị cái là tôi có xấu. Tí, có xấu xấu được. Nói vậy thôi chứ tôi cũng muốn có một người nào đó tìm thấy nét đẹp của tôi đó. Mà nè, anh cái gì đang nói chuyện ngủ vậy? Nè, chán thiệt chứ. Khoảng 12 giờ là sắp ảnh đi ăn cơm đúng một tiếng. Mình chỉ có một tiếng để hành động. Tiếng hả? Chuyện chị nhờ em sao rồi? Em đã hack được hệ thống bảo vệ rồi. Chỉ có 5 phút để vào điều tra. Sau 5 phút thì camera sẽ tự động bật lại. Sếp mà biết á, sếp đuổi việc em ngay á. Ok, chị hiểu rồi. Vậy nha. Tin vui, tôi mới nhờ được thằng em hack được camera an ninh. Tin buồn, mỗi lần chỉ được 5 phút thôi. Sao buồn vui lẫn lộn vậy? Là không có tiền mua phần mềm. Làm sao tôi không hiểu thiệt á? Trời ơi, cái gì mà không hiểu, làm nó vô hiệu quá cho mình được 5 phút rồi. Tại sao không kêu thằng em cô ha? Hít cái... Hack cho nội, không có hít. Hack cho phần mềm đó đi. Không có được. Phần mềm lậu chỉ được 5 phút thôi, nhưng mà ghi hình được 1 phút. 1 phút với 5 phút là sao? Anh hiểu không? Mình ghi hình 1 phút, nhưng mà mình vô hiệu hóa được camera tới 5 phút lận, mà mình có 5 phút để mình làm việc. 5 phút làm việc, 1 phút ghi hình? Ừ. Mặt tôi vô đó ai mà không biết. Tưởng chuyện gì, tôi chuẩn bị cho anh hết rồi. Nè, đeo vô. Còn cái nào không? Còn, đúng rồi, đeo 2 cái đi cho chắc ăn. Đeo vô. Ủa ba, làm gì vậy? Làm vậy là chú ý hơn nữa. Cô biết khùng đó. Tôi đã nói cái mặt tôi cho đó ai mà không biết. Đừng có thích tôi nha. Cái gì vậy? Con nào xấu số nó mới làm vợ ông á. Tôi đã có cách. Ui. Ê, ê, đi đâu vậy? Còn người nữa đâu? Sao anh chị biết camera công ty hôm nay bị hư vậy? Trời ơi, chuyên nghiệp mà. Biết ở đây camera thế nào cũng bị... À! Gì vậy? À, mũi cắn. À. Nè, trời đi sướng nha, bộ ghi không tin cái rồi vô. Ok.
hồn của bà xà rồi. Ê, làm đi. Quên quên, follow me. Hành động. Con cần làm quá gì không vậy? Xin lỗi đi. Sáng bạc xỉu hơi nhiều. Lẹ lẹ giùm tôi cái coi. Cả buổi trưa bắt bu buộc con trai em mới ra ngoài vậy sao được? Anh cứ dưới phòng đi, tụi tôi xong tụi tôi xuống liền. Ok. Làm gì còn kêu dữ vậy? Đói. Tại sao giờ này cô chưa đi làm? Cô bị đuổi gì hả? Ờ? Bây giờ tôi muốn nghỉ việc đó. Rồi sao? Bây giờ tôi đang điều tra một cái vụ án siêu ma túy, xuyên quốc gia, giết người cướp của hiếp dâm. Dẹp bà đó ba cái vụ mà bắt nghèo dớ dẫn không đi. Ngoại tình, ngoại tình. Điên hả? Cô chính thức bị đuổi việc. Lao công cũng lo làm lao công. Ở đó mà thám tử, hiếp dâm, cướp của, giết người. Đồ điên. Anh nhìn kỹ cái tấm hình ở đằng kia coi. Ánh mắt của nó cứ nhìn chằm chằm vào cái kiến này nè. Cái hình để đối diện cái kiến, cho nên cảm giác mình sẽ thấy như vậy. Không phải, anh nhìn kỹ lại đi. Bảo đảm nha, cái kiến này nó có vấn đề. Cô mới là người có vấn đề. Không biết gì hết trơn trọi. Số mấy? Số. Tiến hả? Bây giờ em điều tra ngày sinh tháng đẻ của má số bảnh giùm chị coi. Khó hả? Vậy thôi em cho chị biết ngày sinh tháng đẻ của má em cũng được. Thôi vậy đi. Mệt quá. Gì vậy? Ủa? Ngày sinh tháng đẻ của má ăn trùng với ngày sinh tháng đẻ của má số ảnh hả? Follow me, follow me.
ui. Ui cha mà ơi. Dạ sếp. Có thấy hai người lạ trong công ty không? Dạ không. Không. Không có hả? Dạ. Vậy thôi đi ra. Dạ. Tủ đồ riêng của em á, sếp cần kiếm gì ạ? Thì mình phải làm gì? Thì tìm cách giải mã ý nghĩa dãy số này. Vậy cũng hỏi. Tôi tin chắc những dãy số này chứa bí mật mà thiên bá đang giấu. VNDU và 6 số tiếp theo là số hiệu container của công ty Thiên Bá International Shipping. Vậy thì còn những chữ số khác. Chữ T là gì ta? Chữ T là tên viết tắt của công ty Thiên Bá. T-Liu-061116. Là ngày mất của anh hai. Ô hay thiệt. Vậy cũng là ngày anh hai tôi đưa mã số container cho anh VNDU 6805293 này hả? Cũng là ngày tôi đi tù vì bị gài tội giết người. Con chơi lớn dữ vậy đó hả? Con, con xin lỗi nghe. Vì tụi con cũng lớn rồi, tụi con phải có quyền tự do của tụi con chứ. Dù gì người con cũng ấy đều đặn mà. Cô im. Đều đặn. Tháng liên quan đến các thông tin nơi này đều cách ngày tháng của hóa đơn rác đúng một ngày. Như vậy có nghĩa là cứ đều đặn mỗi tháng. Mấu chốt là nằm ở trên các thông tin nơi này. Nhưng còn chữ W là gì ta? Ái trời ơi. Cảm ơn em. Chuyện ở công ty không có em mà không biết giờ anh sao nữa. Anh đã có cách sáo như vậy thì cũng nhờ anh nên em mới được làm thư ký mà. Mình đâu có nợ gì nhau đâu anh chứ. Nhưng mà sau hôm đó anh đột nhập vào công ty của anh Sáu. Trả thù thằng nào đã gài anh đi tù. Em đừng làm công ty đó nữa. Không tốt cho em đâu. Hèn chi tối hôm qua em nghe anh Sáu nói chuyện điện thoại với ai đó, nói là có một món hàng rất là quan trọng ở bến Bình Đông. Cái gì? Kho hàng hả? Ủa, mình đang điều tra theo cái hướng container mà. Phương đã khẳng định với tôi như vậy. Anh làm gì anh tin cổ dữ vậy? Anh phải tin suy luận của tôi chứ. Cô làm được cái gì? Giải mật mã còn chưa xong. Ủa, những cái điều tra của tôi với anh nói cho cổ nghe hết. Rồi cổ nói cho người ta nghe làm sao? Tôi tin Phương. Alo. Alo. Trời ơi.
Cô đây làm gì? Tụi mình là một đội mà. Đi gì có một mình vậy? Cô bớt làm phiền tôi lại được không? Biết rồi. Hey. Ê, mấy cái bao hồi vàng này nó khác với những cái bao hồi nãy nè. Thử coi, thử coi. Ủa, thấy chưa? Hay lắm. Bị gạt rồi kìa. Đi về. Đi đường này nè, ở đây đông quá. Đi. Tao không biết tụi mày trốn trong phòng của thư ký gì. Tao có đặt camera quay lén phòng của Phương á. Sao bảnh? Em chỉ muốn công ty mình được bảo mật hết sức có thể thôi à. Tới địa bàn của tao để bán ma túy rồi giết chú Chính để diệt khẩu, bây giờ cũng dám tới kho hàng của tao tính bày trò gì hả mày? Tao không làm điều đó. Dậy mau mau, thằng nào đứng sau lưng mày? Tao không làm điều đó. Dọn dẹp cho sạch sẽ đi. Thằng này là thằng nào? Anh trai tao. Nó là nạn nhân của tao à? Mày. Nó phát hiện ra cái đường dây pha chế ma túy của tụi tao, cho nên tụi tao phải khử nó bằng một tai nạn tình cờ. Giờ mày cũng vậy. Mày phải chết một cách tình cờ. Mày nói láo. Luật trong băng là không cho mua bán ma túy. Mày dám? Luật là do con người đặt ra. Buôn bán ma túy nhiều tiền như vậy, mua gì không mua, đúng không? Với lại tao chỉ làm theo lệnh của ông ba.
tỉnh lại. Bình thường cô nói nhiều lắm mà. Cô có chuyện gì, cô đẹp sống thế nào? Tỉnh lại. Cô chỉ làm gì cô? Mặt Yến từ đâu rồi? Giờ á. Tôi còn cái. Ê. Chảy máu kìa. Tử 10 năm nay rồi. Mấy vụ án lớn trong thành phố này là tôi từng giải quyết hết trơn luôn. Cô là con lao công trong một công ty thám tử chuyên về ngoại tình. Từ đầu cô đã gạt tôi. Ai gạt anh chứ? Con nhỏ Phương mới là gạt anh. Còn tôi đang điều tra chung với anh. Sắp ra rồi. Cô không biết gì hết. Cô chỉ là một con lao công. Chí Phèo, anh đối xử với đồng đội mình vậy hả? Không ai đi gạt đồng đội của mình hết. Có bao giờ cô nghĩ mình sai chưa? Nè! Sao vậy? Con sai nữa rồi phải không? Nói rằng ông con trai mình, con gái mình dùng dịch chút xíu có chết gì đâu. Con cứ đừng gần kiểu đó là con ế giống cô bây giờ. Con lo cho cuộc đời của cô đi. Con đừng có lo cho con nữa. Con không phải con ruột của cô đâu. Ngọt ngào cũng trôi đi, mưa sao vỡ nát thân tôi.
em sẽ không bỏ cuộc. Có nghĩa là quét, là hướng Tây, SNE là các hướng Nam Bắc Đông. Như vậy cứ mỗi cuối tháng có chuyện gì đó mờ ám xảy ra ở container phải phía Tây. Ngày mai là cuối tháng. Chỉ chờ ai sẽ khiến mày ra đường. Cuộc sống mày nó quá ngắn, hỏi đời mày có ai thương. Nhảy với tao, nhảy với tao. Bạn của mày là quỷ dữ chi vương xa tăng. Mày thích ai? Cái áo này có bao nhiêu sao? Đắt vậy. Đôi giày này có bao nhiêu sao? Đắt vậy. VNDU 6805293 tìm bước đổi. Nếu tao chết thì mày, thì mày có chết thì tao. Trên đường phố có con dao làm tao. Cái gì đúng, cái gì sai, cho tao biết tao là ai, tao là ai, tao là ai. Mày nói sao? Bán ma túy, giết người. Nói tao hả? Ê, tôi tìm được cái container bí mật để pha chế ma túy rồi nè. Bây giờ anh tới liền cái bãi container của Thiên Bá đi nha. Tôi ở đây tôi chờ. Với lại tôi quay được bằng chứng rồi. Để coi anh còn coi thù tôi nữa không. Tao muốn đòi tiếp đó. Nói lên mạng đồng chí. Tôi với hắn đâu có liên quan gì đâu. Giết, giết đi. Một lát nữa ta sẽ dẫn đồng chí qua, cho hai đứa mày gặp nhau được mũi. Mày cứ giữ đoạn clip đi. Rồi ôm nó mà xuống mồ. Giờ sao đây? Thằng cha này. Tôi đến đây làm gì? Em đâu biết đâu. Điện thoại đâu? Giao chí ra. Có sao không? Không. Giỏi thật, dám qua mặt tao chỉ ma túy. Anh không tin em à?
em bị tụi nó gài. Anh có tin em chứ? Lục trong băng mà không cho vụ án mà đủ giảm giá. Luật là do con người đặt ra. Muốn bán ma túy nhiều tiền như vậy thì mua gì không mua, đúng không? Với lại ta chỉ làm cho em không ba. Công nghệ. Tao nói mày nghe nè, buôn bán ma túy có nhiều tiền như vậy mà mày lại cấm, mày rất là ngu xuẩn đó. Tôi biết rồi. Theo như kinh nghiệm điều tra ngoại tình của tôi, bà Kiều Sáu Bảnh có gì đó hơi lạ. Hôm ở kho hàng, giác quan của phụ nữ nói cho tôi biết ánh mắt của bà Kiều là của một người ngoại tình. Ngoại tình? Tôi chắc chắn với anh đây là ngoại tình. Đừng có căng thẳng như vậy. Mày không lo được cho băng thì để tao lo. Sẵn tiền tao lo luôn con vợ mày. Tôi đúng rồi, tôi đúng rồi. Bao nhiêu năm tôi điều tra ngoại tình, bây giờ tôi đã đúng rồi. Thì tôi biết rồi, nhưng mà anh thấy không, anh đừng coi thường tôi nữa, đừng bao giờ coi thường tôi. Ngoại tình, ngoại tình, ngoại tình, ngoại tình. Bon. Bắn lên trên nào! Cho mày chết một cách tâm phục khẩu phục.
theo tao. Dạ. Ê. Mày có biết tại sao tao phải đối xử với mày như vậy không? Tất cả mọi thứ xung quanh tao đều hướng về mày. Hello ông già. Anh
Giê-xu. Ai là bà? Sáng giờ tôi chưa được ai vậy bà? Cậu ba. Cảm ơn anh đã hợp tác. Chào anh. Anh sao rồi? Ổn không? Ổn. Chuyện này là sao? Sao công an biết mà vô cứu tôi vậy? Tôi đã kiếm được container VNDU 6805293, nhưng bên trong không có gì hết. Hồi xưa anh hai hay nói với tôi là mỗi khi gặp khó khăn hãy suy nghĩ kỹ vào và nhìn cho thật kỹ. Nhìn kỹ. Nhìn kỹ vô. Thì ra đây là một cách mã hóa. Em đã làm rất tốt. Tất cả gần như đã bị bắt trọn ổ. Duy chỉ có bá là trốn thoát. Ủa? Bà bán cái số? À. Anh Quang. Tôi bộ cái mặt hồi nãy dễ chịu hơn á. Anh lo tiếp công việc đây. Nè. Xin lỗi nha. Mấy lần trước á, nói nặng nói nhẹ, tại không muốn gặp nguy hiểm. Bỏ qua cho tôi nha. Thiệt ra tôi mới là xin lỗi anh. Tôi sai rồi. Từ lúc đầu vừa gặp anh là tôi đã gạt anh rồi. Tôi không phải thám tử. Tôi chỉ là lao công thôi ạ. Nè, anh Long hãnh diện về cô lắm. Cô là thám tử giỏi. Thiệt không? Kể từ ngày hôm nay, cô sẽ thay thế vị trí đội trưởng của Julie. Tôi không có làm. Ủa, sao vậy? Tôi không có làm một mình. Làm sao? À, hiểu rồi. Hai người... Không phải. Nè. Alo, văn phòng thám tử Sherlock nghe đây. À, công ty chúng tôi dạo này có hai đứa làm việc kiếm lắm. Kiếm gì? Làm con mèo, làm con chó. Hả? Làm bò hả? Chuẩn bị xong chưa? Bắn nó cho tao.
cho ngoài kia cả thế giới quay lưng lại, ở đằng sau vẫn luôn có một người che chở. Thôi mày hẹn gặp lại. Tao không phải điều dưỡng, tao là điều tra. I promise you I'll be always by your side. Always by your side. Always by your side. Mày bị chích tê rồi mà, đúng không? Mày chửi hả? Thôi đủ rồi. Tại vì tôi coi phim á, mỗi lần mà chúng ta chết chùm là ngón banh chanh.